lại là Nunu đây. Hôm nay cũng là tháng 12 rồi và cũng như là sắp Tết đến nơi rồi, thì anh em đã sắm cho mình những con xe nào đi chơi Tết chưa? Nếu mà chưa thì hãy cùng Nunu vào trong showroom của KTM và Hot Sun Hà Nội tham quan một vòng xem là có những cái mẫu gì, xe gì đang được trưng bày và cùng mình shopping chọn xe cho Tết nhé. Let's go! Thấy là bây giờ ở showroom KTM và Husqvarna Hà Nội đang có rất là nhiều mẫu xe. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu của Husqvarna trước. Thì đây, trước mặt anh em là mẫu 701 Supermoto. Thì mẫu 701 Supermoto này đang được bán với giá là 609 triệu đồng. Rồi tiếp theo, bên cạnh đây thì chúng ta có đằng sau, ẩn nấp đằng sau là một mẫu Adventure. Thì đây chính là chiếc Husqvarna Norden 901. Thì đây là một mẫu Adventure Bike của nhà Husqvarna. Thì anh em có thể thấy là thiết kế nó theo dạng hơi cổ điển một chút với đầu tròn này. Đó, và cái phần sơn logo Husqvarna ở đây rất là đẹp. Thì giá bán của Norden 901 bây giờ đang là 699 triệu đồng. Rồi, bên cạnh mình đây là mẫu Swat Villain 200. Mẫu xe cực kỳ yêu thích của mình và mình đã có một con ở đằng sau ghê, thì nó bị sơn cho anh em xem nhá. Thì mẫu này cũng được lên khá là nhiều đồ chơi, ví dụ như là cái cái này gọi là cái cánh kính chắn gió cộng với cái bảo vệ đầu đèn đó. Thì mẫu Husqvarna Swat Villain 200 thì giá niêm yết là 166 triệu, thì trong tháng này đang có ưu đãi khá là tốt là còn 135 triệu thôi. Thì anh em hãy đến và cùng xem thử, ngồi thử cũng như là chạy thử nhá. Rồi, tiếp theo mẫu anh em thấy rất là độc lạ, rất là mới và nó trông nó khác hẳn với cái mẫu đằng sau này. Thì đây chính là chiếc Swat Villain 401 phiên bản 2022 và nó đã có những cái trang bị nâng cấp hơn như là cái màu sơn này, màu sơn là màu đen hoàn toàn và cái lốp là lốp gai. Thì mình cũng đã có một cái clip giới thiệu cái mẫu này ở trên YouTube rồi, em thể vào xem. Hiện tại mẫu Swat Villain 401 này đang được bán với giá là 206 triệu đồng. Rồi, chuyển sang xe của KTM. Thì ở ngoài cửa ra vào đây chúng ta có thể thấy là một chiếc ADV 790 phiên bản R. Đó, phiên bản R thì cái màu sắc của chúng ta trắng, cam trông rất là đẹp. Em thấy mình cực kỳ là thích mẫu này nhưng mà chiều cao khiêm tốn nên là không thể nào mà chạy được. Và mẫu này đang có giá bán là 497 triệu đồng. Rồi, bên cạnh mình đây là siêu phẩm Nexby quái thú nhà KTM Superduc 1290R phiên bản Evo. Đấy. Mẫu này thì đang được bán với giá là 929 triệu đồng và cả mẫu Superduc và cả mẫu 790R này thì đều đã có chủ nhân sở hữu rồi. Rồi bên cạnh đây, một con cào cào rất là đẹp là SMC 690R. Đấy, anh em nhìn thấy thì nhìn chung về thiết kế cũng như là trang bị công nghệ thì nó sẽ khá là giống tương đồng so với con 701 Supermoto. Và về giá cũng vậy, thì SMC 690R đang được bán với giá là 609 triệu đồng. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua phần bên này thì sẽ là đúc, các dòng đúc và các dòng Adventure. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu anh em đây là mẫu 890 đúc R. Đó, đây là bảng phiên bản 2022. Thì mẫu này đang được bán với giá là 519 triệu đồng. Rồi bên cạnh đúc 890R thì chúng ta thấy ở đây là một chiếc đúc 790. Đúc 790. Thực ra vì hai con này nó cũng đó. Rồi đúc 790 thì giá niêm yết là 399 triệu. Thì trong tháng này thì đang có ưu đãi cực kỳ tốt, cực kỳ là sâu, giảm sốc luôn, để giảm 100 triệu cho anh em là nhanh tay, còn 299 triệu đồng một con duy nhất trên toàn quốc. Đấy, anh em nào muốn sở hữu chiếc 790 mà để về chơi Tết thì hãy liên hệ ngay số hotline của Nunu ở phía bên dưới nhé. Rồi bên cạnh là mẫu đúc 390, đúc 390 phiên bản màu xám ghi. Thì mẫu đúc 390 này sẽ có hai phiên bản, một là màu xám ghi này, hai là màu trắng cam. Thì mình sẽ để cái ảnh màu trắng cam ở phía bên trên này. Đó, thì mẫu này giá niêm yết là 199 triệu đồng. Nhưng mà trong tháng này sắp Noel rồi
thì sẽ có giá rất là tốt cho anh em nào mà múc luôn chiếc xe này, chỉ giá chỉ 159 triệu thôi. Anh em hãy liên hệ ngay tôi nhé. Rồi phía bên này chúng ta sẽ đến với các dòng Adventure. Ở đây chúng ta có một chiếc ADV 790, ADV 390, ADV 390 phiên bản trắng. Bản này thì đang có giá niêm yết là 236 triệu. Và cũng trong tháng 12 này đang Black Friday là sale sập sàn anh em ạ. Con này bây giờ chỉ còn 189 triệu thôi. Anh em liên hệ ngay mình nhá. Rồi bên cạnh tiếp theo là 790 ADV phiên bản S. Bản S thì sẽ khác gì so với bản R thì chúng ta phải thấy là màu sắc là sẽ khác. Thứ hai là cái phần phuộc đằng trước, phuộc trước và cả phuộc sau thì nó sẽ thấp hơn. Và cái phần rè này nó cũng thấp hơn như này. Đó. Và yên là cũng sẽ thấp hơn nữa. Đối với mình là một người cao 1m62 thì chống chân rất là ok. Đó. Mẫu này đang được bán với giá là 445 triệu đồng. Và cuối cùng chúng ta sẽ sang bên này. Anh em thấy một khủng long siêu khổng lồ ở đây. Đây chính là mẫu Super ADV Super Adventure 1290 bản S. Đó, thì mẫu này đang có giá bán là 862 triệu. Rồi ở trên tầng thì chúng ta có một mẫu là EXC 350 6 Days. Đấy. Bản 2022. Thì mẫu này sẽ là dòng xe cào cào bán chuyên. Thì 4 thì trang bị đầy đủ gương rồi là đèn đề để cho anh em thể chạy phố như là chạy off đều rất là ok. Và mẫu này đang được bán với giá là 489 triệu đồng. Chúng ta có ở đây là một mẫu KTM Đúc 200. Thì đây cũng chính là xe demo luôn. Anh em nào mà muốn trải nghiệm xem là giữa Đúc 200 đời mới và Đúc 200 đời cũ, cái cảm giác lái cũng như là cái cục máy nó sẽ cảm giác sẽ khác như thế nào thì anh em có thể qua và chạy thử mẫu này. Vì mình trải nghiệm thì mình thấy là con này con đời mới nó sẽ nhẹ hơn này, khỏe hơn và sang số sẽ là mượt hơn rất là nhiều so với cái phiên bản đời cũ. Và mẫu này hiện tại đang có giá ưu đãi cực kỳ tốt là còn 119 triệu đồng thôi. Tiếp theo thì ở đây mình có một mẫu Enduro 701. Thì bản này sẽ là bản Enduro, anh em thì thấy ở đây là lốp gai này. Và cái phần phuộc nó sẽ cao hơn, cũng như là trang bị phuộc cái phần WP Explore, khác hoàn toàn so với con Supermoto ở trong nhà. Nhưng mà tuy nhiên giá bán nó sẽ giống nhau, con này sẽ có giá bán là 609 triệu đồng. Và tất nhiên rồi, đã có chủ. Rồi vừa rồi mình cũng đã lượn qua một vòng showroom và giới thiệu cho tất cả anh em các cái mẫu xe hiện có ở showroom KTM và Husqvarna và cũng như là báo giá chi tiết từng mẫu xe. Và trong tháng này thì sắp Noel rồi, chúng ta phải kiếm một chiếc xe để mà chở gấu đi chơi chứ đúng không? Và cũng sắp Tết rồi nữa. Vậy thì hãy liên hệ ngay số hotline của mình phía bên dưới này để cũng như là đặt hàng các mẫu xe nhé. Và cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình và rất mong anh em ủng hộ mình bằng một like cũng như là một subscribe của kênh Nunu nè. Rồi cảm ơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.